Các bạn ơi, sắp đến Tết rồi cho nên là nhà mình đang mua rất là nhiều bưởi. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể bảo quản bưởi được tươi lâu hơn các bạn nhé. Và bưởi thì ở miền Bắc ăn vào ngày Tết rất là nhiều. Và bưởi này nó được gọi là bưởi diễn các bạn ạ. Đây, nó chỉ một trái, nó chỉ nhỏ như thế này thôi và nó to hơn trái cam một chút. Và khi mà chúng ta chọn bưởi thì các bạn nên lựa chọn những cái quả bưởi nó nhỏ nhỏ như thế này thôi, còn bưởi to thì ăn nó không được ngọt và nó hay bị khô ấy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hôm nay nhà mình mua bưởi để chuẩn bị ăn Tết đấy. Và sau khi mà mua về thì mình đã để cho nó khô bớt một chút rồi các bạn ạ. Tại vì hôm nay mình đi mua bưởi thì nó hơi bị dính mưa một chút, cho nên là chúng ta sẽ phải để cho bưởi nó khô khô một chút. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bảo quản nhé. Và đợt trước đó thì mình cũng đã mua bưởi để mình bảo quản rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta bảo quản bưởi các bạn ạ. Tuy nhiên đây là cách mà mình thấy các cô chú bán bưởi chia sẻ lại. Đó là sẽ làm cho bưởi của chúng ta tươi lâu hơn và khi mà ăn thì bưởi nó vẫn xuống nước và ăn vẫn rất là ngọt. Tuy nhiên cái vỏ quả bưởi của chúng ta vẫn rất là tươi các bạn ạ. Và đây là hai quả bưởi mà mình mua về được 2 tuần rồi các bạn ạ. Và một cái thì mình để ở ngoài và một quả bưởi thì mình để ở trong túi. Với cái quả bưởi mà mình để ở ngoài thì các bạn nhìn nhá, cái vỏ bưởi của mình nó rất là mềm, các bạn thấy không? Nó bị ọp xuống như thế này này, có nghĩa là bưởi của chúng ta nó đang xuống nước các bạn nhé. Đó, và cái quả này thì mình bảo quản theo cách thông thường, đó là mua về thì mình chỉ lau khô thôi, sau đó thì mình sẽ để ở nơi khô ráo. Và cái quả bưởi này thì mình bảo quản theo cái cách mà cô chú hướng dẫn để mình xem là nó có đúng như vậy hay không á. Thì các bạn nhìn này, đó, 2 tuần rồi mà các bạn thấy không, quả bưởi của mình vỏ vẫn rất là cứng đấy. Và các bạn nhìn thấy ở phần trên cái cuống này không, đây này, cái phần này này mình đã chuẩn bị. Đợt đó thì mình đã sử dụng vôi tôi ấy các bạn. Mình cho vào thì bảo quản được rất là lâu và theo các cô chú ấy nói rằng là khi mà mình bảo vệ, mình dùng cái vôi mà mình chấm vào cái đầu cuống này này thì quả bưởi của chúng ta sẽ tươi cho đến khi từ 1 đến 2 tháng đấy các bạn ạ. Nó tươi nhá. Còn bưởi khi mà ngắt về như thế này thì chúng ta nếu như bảo quản tốt thì chúng ta có thể để được từ 2 đến 3 tháng các bạn ạ, mà không phải sử dụng thuốc bảo quản nhá. Và bây giờ thì mình cùng bảo quản cái bưởi này các bạn nhá. Thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái túi bóng như thế này này. Những cái túi bóng to như thế này thì mình sẽ để được tầm 3 đến 4 quả. Còn nếu không thì các bạn mà mua ít thì các bạn sử dụng các cái túi nhỏ nhỏ như thế này thôi. Và các bạn sẽ mua vôi. Cái này là vôi vôi tôi. Hoặc là các bạn sử dụng các bạn có thể đi xin một chút thôi. Và cái bưởi sau khi mà mình đã để cho nó khô bớt thì các bạn sẽ lau thật sạch cái phần vỏ này các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng làm nha. Cái bưởi diễn này nó có một đặc trưng, nó là rất là thơm. Khi mà chúng ta để càng lâu thì cái bưởi này nó càng thơm các bạn. Đó, các bạn cứ lau sạch như thế này. Sau đó thì mình cứ lau liên tục đến khi nào hết thì thôi. Hay là cam quýt cũng vậy, nếu như mà cam mà các bạn ở nhà có cây hoặc là các bạn đi mua cam tươi ở ở các cái vườn cam ấy mà mình không muốn sử dụng thuốc bảo vệ vật thì các bạn cũng chấm chấm cái vôi vào đầu cái quả như thế này, cái phần cuống ấy các bạn, thì để nó sẽ được lâu hơn rất là nhiều. Và chúng ta lau sạch, lau khô như thế này đi. Sau đó thì các bạn sẽ chấm cái phần vôi vào. Và sau khi mình chấm cái phần vôi vào thì mình sẽ phải để cho nó khoảng từ 30 đến 40 phút để cái vôi của chúng ta nó khô. Sau đó thì các bạn mới xếp vào những cái túi các bạn nhé. Nếu như mà bạn nào mà muốn
Ăn ngay cũng được, nhưng mà thường thì bưởi diễn khi mà chúng ta mua về các bạn phải để từ 2 đến 3 tuần để quả bưởi nó xuống nước ấy các bạn. Thì lúc đó ăn bưởi nó mới ngọt và nó không bị he. Và lựa chọn thì chúng ta chọn những cái quả bưởi nó nhỏ như thế này. Thì đảm bảo với các bạn là nó ăn sẽ rất là ngọt. Mình sẽ lau sạch hết đi để cho cái phần da bưởi của chúng ta nó khô. Bưởi là một cái trái ăn rất là lành đấy các bạn ạ, bởi vì sử dụng rất là ít thuốc. Trong cái quá trình người ta trồng hay là người ta để ra quả cũng vậy, sử dụng rất là ít thuốc trừ sâu, cho nên là chúng ta có thể mua bưởi này chúng ta ăn dần ấy. Và cái phần vỏ bưởi này thì chúng ta cũng có thể làm mứt bưởi các bạn ạ. Hôm nào đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mứt bưởi bằng cái quả bưởi diễn này nhé. Và khi mà các bạn lau bưởi này thì các bạn nên lựa chọn cái rẻ nó khô các bạn nhé. Thì mình sẽ để được lâu hơn ấy, hoặc là khi mà mình ngắt mà bị ướt như thế này thì mình sẽ hong cho nó khô đi các bạn ạ. À, đây là cái phần bưởi mà mình đã lau sơ qua rồi, mẹ mình sẽ hỗ trợ mình lau nốt cái phần còn lại. Và bây giờ thì mình sẽ chấm cái vôi này vào cái phần phần cuống bưởi như này các bạn nhé. Đó, các bạn cứ chấm như này để cho cái phần, sau đó thì mình sẽ để như này để cho cái phần vôi của chúng ta nó khô ấy các bạn. Còn nếu như mà bạn nào mà không không có vôi thì các bạn cũng cứ lau khô đi, sau đó thì chúng ta để cho cái phần vỏ bưởi chúng ta nó thật là khô các bạn nhé, để cho gió nó hong đi để cho nó khô. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào túi bóng các bạn ạ. Như vậy thì quả quả bưởi của chúng ta nó bảo quản được lâu hơn, từ 2 đến 3 tháng. Và chúng ta để chúng ta ăn dần. Và bưởi bưởi diễn này nó có một cái đặc điểm, đó là các bạn để càng lâu thì đến khi mà mình bổ mình ăn ấy thì quả bưởi của mình nó sẽ rất là ngọt. Và Tết thì mình nghĩ là nhà ai cũng cũng sẽ ăn bưởi ấy. Bưởi rất là mát và chúng ta có thể thay cho các cái loại hoa quả, ví dụ như là cam hoặc là các loại hoa quả khác mà nó phải sử dụng các cái chất bảo quản. Thì mình nếu như mình muốn tốt cho sức khỏe thì mình nên ăn bưởi các bạn ạ. Và trong bưởi thì có rất nhiều các loại vitamin tốt cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là vitamin C các bạn ạ. Đó. Các bạn cứ chấm vào như thế này. Sau đó thì mình sẽ chờ từ 30 đến 40 phút để cho cái phần vôi của chúng ta nó thật là khô và cái vỏ nó ráo nước các bạn ạ. Nó thật là ráo nước thì mình mới cho vào túi bóng nhé. Thì mình để nó bảo quản được lâu hơn. Và cái túi bóng này thì mình sẽ cần phải buộc thật là kín các bạn ạ. Cái quả bưởi diễn mà nó nhỏ nhỏ như thế này nó chỉ to hơn, to gấp đôi trái cam hoặc là gấp 3 lần trái cam thôi thì ăn nó sẽ rất là ngọt. Chứ còn bưởi mà các bạn cứ chọn bưởi to, ví dụ như bưởi Nam Roi thì chúng ta phải chọn bưởi to thì nó ăn nó mới ngon, bởi vì cái múi múi bưởi nó mới mới ngon. Còn cái bưởi diễn này đặc điểm của nó là quả bưởi của nó, nếu như là bưởi già thì nó sẽ rất là nhỏ, còn cái loại bưởi mà to đùng ấy các bạn thì nó thường là cái bưởi chiêm, bưởi da muộn ấy. Thì khi đó khi mà mình mua về mình ăn thì nó sẽ dễ bị đắng, dễ bị khô và nó không ngọt các bạn ạ. À, cái bưởi sau khi mà các bạn chấm vôi xong thì các bạn sẽ để cho mình từ 30 đến 40 phút để cho cái phần
vôi của chúng ta nó khô ở cái đầu cuống các bạn nhé. Sau đó thì mình mới cho vào các cái túi bóng nha. Sau khi cái phần vôi của chúng ta nó đã khô và các bạn sờ như thế này mà nó không còn nước nữa thì bây giờ mình sẽ cho vào các cái túi bóng các bạn nhé. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn mua được các cái túi mà nó có các cái lỗ tròn tròn như thế này này thì nó sẽ thoáng khí hơn, thì quả bưởi của chúng ta nó sẽ không bị hấp hơi các bạn. Còn nếu không thì sau khi mà mình cho vào các cái túi bóng mà không có lỗ thoáng như thế này thì các bạn sẽ dùng các cái xiên hoặc là mình dùng tay ấy, mình bỏ ướt ra các bạn nhé. Mình sẽ đây, sau khi mà một cái túi như thế này thì chúng ta chỉ xếp từ 5 đến 6 quả thôi, bởi vì cái túi của mình nó rất là to. Và nếu như mình xếp nhiều quá thì bưởi nó chồng lên nhau thì bảo quản nó sẽ không được tốt đấy các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ buộc túm như thế này nha. Đó, mình buộc làm sao để khi mà mình đem đi bảo quản thì nó chặt lại mà nó vẫn đủ các cái lỗ thông khí các bạn nhé. Đây các bạn thấy không, cái túi bóng hiện nay thì bây giờ khi mà mình mua cái túi to như thế này thì nó sẽ có các cái lỗ thoáng khí luôn. Còn nếu không có thì các bạn dùng kéo các bạn cắt như thế này. Và mình chúc các bạn sẽ bảo quản bưởi thành công nha.